Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghịch lý về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tham nhũng. Ngày 16 tháng 1, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận Tăng trưởng suy giảm khi căng thẳng chống tham nhũng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư. Tác giả cho rằng có sự giao thoa phức tạp theo tính chất, thời gian giữa hai phạm trù tăng trưởng kinh tế và tham nhũng là một thuộc tính quan trọng của mô hình phát triển hiện nay. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả viết bài này nhằm nhận diện và giải mã nghịch lý trên, vì trong thực tế chuyển đổi thị trường, điều này có ý nghĩa quan trọng. Những câu hỏi cần được trả lời là thực chất về biểu hiện của mối quan hệ này là gì? Chống tham nhũng đang hủy hoại động lực tăng trưởng thế nào? Thời kỳ tăng trưởng nhanh đang kết thúc. Theo tác giả, có nhiều hình thức tham nhũng, trong đó có một hình thức mang tính cấu trúc hay chính trị nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan. Nó phản ánh hành vi chia chác số tiền chiếm đoạt được từ công quỹ, tiền dự án, gian lận thuế giữa các chủ thể tạo ra tăng trưởng như doanh gia, hộ hay cá thể kinh doanh và các quan, công chức khi thi hành công vụ. Thường bằng cách đưa và nhận hối lộ dưới nhiều vỏ bọc như quan hệ thân hữu, bảo kê, nhóm lợi ích, nhằm bôi trơn bánh xe của guồng máy cai trị để vượt qua những bất cập, rào cản trong môi trường kinh doanh hay lách những khoảng trống kiểm soát quyền lực dưới chế độ tập quyền do đảng Cộng sản lãnh đạo, chuyển đổi kinh tế thị trường. Hình ảnh toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ Việt Á. Tác giả nhận xét, nghịch lý này có thể cảm nhận xu hướng nếu đặt hai dãy số liệu về tăng trưởng GDP và chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI theo thời gian năm, chẳng hạn tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân từ năm 1991 đến nay quanh mức 7% và có xu hướng giảm, trong khi CPI là 39 trên 100 điểm, xếp thứ 87 trên 190 quốc gia và có xu hướng tăng. Tác giả cho biết ở Việt Nam chưa có nghiên cứu định lượng thuyết phục về nghịch lý này, nhưng thực trạng tăng trưởng kinh tế suy giảm và tham nhũng vẫn nghiêm trọng tràn lan, cho thấy chống tham nhũng đang ở vào giai đoạn rất căng thẳng. Đây là một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn. Tác giả nhận xét, chiến dịch đốt lò đã được hơn 10 năm, nhưng các đại án tham nhũng thì vẫn liên tục được điều tra xét xử. Những dấu hiệu đặc trưng của các án tham nhũng là trong mỗi vụ án đều có các cán bộ đảng viên, quan tham đủ loại. Trong đủ các bộ, ngành, khu vực công, dân sự và quân sự, các cấp trung ương và địa phương. Mỗi vụ án tham nhũng đều cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa các chủ doanh nghiệp, đối tượng chủ yếu tạo ra tăng trưởng và các quan chức suy thoái, cấu kết nhằm trục lợi. Hình ảnh cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người phải từ chức do có liên quan đến Việt Á. Chẳng hạn qua hành vi đưa và nhận hối lộ để chia sẻ số tiền chiếm đoạt, trong đó phần lớn có nguồn gốc là tài sản công, tài sản cá nhân khác hoặc đất đai, sở hữu toàn dân theo luật bất thành văn. Từ lâu trong dư luận người ta bàn luận về kiểu văn hóa phòng bị như một chất xúc tác không thể thiếu trong các phi vụ làm ăn mờ ám, mà nếu có nó thì các đối tác thêm vững tin hành động. Tác giả kết luận, chống tham nhũng ồn ào, các bản án tù nặng nề và tuyên truyền quyết liệt để nỗ lực cứu chế độ đang làm sống lại mô hình chuyên chế kiểu cũ, trong đó tinh thần và động lực kinh doanh bị hủy hoại, đồng thời với tự do dân chủ và nhân quyền. Nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan, như trình bày ở trên, vừa là thuộc tính của chế độ Cộng sản toàn trị, vừa là cảm biến đang cảnh báo về thời kỳ hoàng kim của mô hình tăng trưởng có xuất xứ từ Trung Quốc đang kết thúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nghịch lý về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tham nhũng. Ông Nguyễn Đăng Quang rụng khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Ngày 16 tháng 1, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam rụng một người khỏi danh sách Forbes, chỉ còn 5 tỷ phú đô la. VOA cho biết Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú đô la trong danh sách Forbes sau khi một người rớt khỏi danh sách này do tài sản tụt xuống dưới 1 tỷ đô la. Theo danh sách tỷ phú thế giới theo thời gian thực của Forbes vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Theo đó, ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch tập đoàn hàng tiêu dùng Masan, đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú đô la của Forbes do cổ phiếu MSN của Masan sụt giảm liên tiếp trong nhiều ngày xuống mức 67.100 đồng sau khi chốt phiên giao dịch ngày 16 tháng 1, cách đây một năm. Cổ phiếu MSN có mức trên 100.000 đồng. Hình ảnh bản tin trên VOA.
Tuy nhiên, VOA nhận xét nhiều khả năng việc ông Quang rời khỏi danh sách Forbes chỉ là tạm thời theo đà tăng giảm cổ phiếu MSN. Hồi tháng 10 năm 2023, ông Quang cũng từng bị rớt khỏi danh sách này khi tài sản của ông xuống dưới mức tỷ đô. Nhưng đến ngày 3 tháng 1 năm 2024, tài sản của ông Quang bật trở lại mốc tỷ đô la và trở lại danh sách tỷ phú. Như vậy, ông Quang duy trì vị trí trên Forbes chỉ trong vòng 13 ngày. Theo VOA, ngoài ông Nguyễn Đăng Quang, 5 tỷ phú đô la còn lại của Việt Nam trong danh sách Forbes vẫn giữ vững vị trí. Cụ thể, vào sáng ngày 16 tháng 1 theo giờ Mỹ, người giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, có tài sản ròng là 4,5 tỷ đô la, xếp hạng 650 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam. Xếp sau ông Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air. Với khối tài sản là 2,3 tỷ, bà Thảo xếp thứ 1.332 trên thế giới. Với tài sản cũng là 2,3 tỷ đô la, nhưng kém hơn bà Thảo một chút, ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn thép Hòa Phát, xếp hạng 1.354. Ông Trần Bá Dương, chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Thaco cùng gia đình, được Forbes định giá tài sản là 1,4 tỷ đô la, đứng ở vị trí 1.999 trong các tỷ phú thế giới. Vị tỷ phú cuối cùng của Việt Nam trong danh sách Forbes là ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch ngân hàng Techcombank, với tài sản cũng ở mức 1,4 tỷ đô la, xếp hạng 2.099. Tổng tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay vào khoảng gần 12 tỷ đô la. Được biết, danh sách tỷ phú thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm đối với giá trị tài sản ròng của các tỷ phú giàu có nhất thế giới, được biên soạn và xuất bản bởi tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ. Danh sách này được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này không chắc chắn chính xác do số liệu thu thập có thể không chính xác hoàn toàn. Hình ảnh ông Nguyễn Đăng Quang, người vừa rụng khỏi danh sách tỷ phú. Ví dụ, ở Việt Nam có trường hợp như bà Trương Mỹ Lan, nhờ người đứng tên cổ phần ngân hàng SCB. Như vậy, tài sản của bà Lan sẽ không được thống kê. Ngoài bà Lan, khả năng có nhiều người khác vì nhiều lý do cũng làm tương tự. Ngoài ra, danh sách này còn thiếu chính xác bởi những người được khảo sát. Theo Forbes, họ thường nhận được 3 luồng phản hồi từ những người được khảo sát. Một số người cố gắng thổi phồng sự giàu có của họ. Những người khác thì hợp tác nhưng bỏ qua một số tài sản. Một số lại từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Mỗi năm, Forbes tuyển dụng hơn 50 phóng viên từ nhiều quốc gia khác nhau để theo dõi hoạt động của những cá nhân giàu có nhất thế giới. Khảo sát sơ bộ được gửi đến những người có thể đủ điều kiện cho danh sách. Các tài sản có giá trị ước tính như cổ phiếu, đất đai, nhà cửa, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật. Người lọt vào danh sách khi tổng tài sản của họ trị giá bằng hoặc hơn 1 tỷ đô la. Gia đình hoàng gia và các nhà độc tài luôn luôn bị loại trừ khỏi danh sách này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin ông Nguyễn Đăng Quang rụng khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d